đời này có những thứ mất đi rồi, ta mới chợt nhận ra rằng cuộc đời mình tốt vùng què gì đâu mà mất. Nữa, chú ba này kỳ ghê á. Như thế vậy đó. Đi quay clip là đi theo ám pháo mà. Chào các bạn nha, hôm nay thì Ngọc sẽ nấu cháo hải sản thập cẩm. Dách của ông tía rồi mà lấy thì ông về cho ông chửi. Giờ dách này chó nó chui vô rồi nè, xức ra rồi nè. Giờ ai mà xài dách cây này nữa. Chửi gì, nấu cháo tí nữa mời ông ăn rồi hỏi nồi cháo này từ đâu ra. Nói lỡ gỡ dách của ông con nấu cháo, ông hết chửi. Mình làm gì vậy, làm coi tuột hả? Cái này mà tuột là phê lắm á nha. Chụm củi mà phải vậy đó. Cái này ông tuột được á. Đó. Xong. Không biết tới bao giờ mới thoát khỏi cái cảnh này nữa. Nước mặn người ta nói đồ gì nó cũng hư hết trơn hết trọi á. Đồ mũ nó đóng ba cái cặn bã gì nó dơ, còn ba cái đồ inox á hả thì nó xét xẹt hư hết trơn hết trọi. Ông coi mấy ông kêu ông bán một con miếng đất này. Con lên Đà Lạt con xíu. Đây khổ quá. Biết kiếm tiền thì đâu sống cũng được hết trơn. Mình lên tỉnh mình báo người ta nữa. Mình lên tỉnh nhưng mà chê lạnh quá, mình đi kiếm cái mày ở nữa. Trời ơi, hồi sáng Ngọc đi ra ngoài vườn, Ngọc hái được mấy bông bí mà nó nở ngon lắm mấy bạn. Đi uống cà phê, đi chợ về cái nó téo teo luôn. Nó queo, nó quắt rồi. Ủa, hồi nãy nghe nói là lẩu hải sản mà sao không thấy tôm cua hết trơn à? Nè, là con mực kìa, con gì? Có con vậy hả? Đúng rồi. Ghê vậy? Sao rồi nè? Sao rồi, để cho nó nhừ đi, cái đó gạo mà. Đâu? Chứ rửa nguyên vật liệu này thôi. Cháo nó nhừ rồi thì bây giờ mình phải tranh thủ cắt cái này. Sắt nấm với lại hải sản thả vô. Công nhận miếng dán của tía hay thiệt. Có một miếng dán thôi là làm nồi cháo nó nhừ rồi, ghê chưa. Giờ Ngọc sẽ phi tỏi với lại thịt luôn nha các bạn. Thịt với nấm Ngọc bỏ chung vô luôn. Thử cho nó thơm một lần rồi mình sẽ bỏ vô nồi cháo luôn. Sẽ cho vô nồi cháo luôn. Nhiều quá chắc Ngọc bỏ lại bớt quá. Cơ bản hoàn thành nồi cháo rồi đó mấy bạn. Nãy Ngọc thấy nấm á, Ngọc tính chừa 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 lại. Nhưng mà Ngọc thôi, chừa lại rồi cái bắt đầu không biết làm gì nữa. Bỏ nữa, nên Ngọc bỏ hết vô luôn rồi. Chế thêm miếng nước làm nồi cháo. Giờ chà bá luôn. Tuyệt vời nhất cái nách luôn. 2, 3. Ồ, cái nồi cháo đã chưa. Cháo hải sản mà có gan nữa là sao ta? Thì là vậy á. Thì cháo hải sản mình muốn ăn mình bỏ vô thôi. Đâu nhất thiết là đã là cháo hải sản thập cẩm. Còn thích cái gì con bỏ vô cái đó. Cho nó ngon, nó đậm đà, nó tuyệt vời. Rồi, dọn bàn đi chú ba. Xong. Đây. Đó, mắm này mắm gì? Đúng ngon hả? Đúng mắm nấu. Mắm bình thường. Bỏ miếng rau vô. Bỏ miếng rau ấy vô. Cho cái nồi cháo nó thêm xanh cho nó đẹp nè. Mời mấy bạn ăn cháo với Ngọc nha.
Đó, bỏ miếng giá dưới, ngắt cái bông này bỏ vô. Sáng đi vườn hái được mấy bông nè. Đó, rồi cháo này nó nóng là tuột lưỡi luôn á. Bơi chế vô, tuyệt vời ông mặt trời nha. Nha chú ba. Trời ơi. Quá đã. Mày xi nha. Ăn gao bỏ gao. Mày chắc hồi chắc mượn tiền nữa chứ không đâu. Không có mượn tiền. Sợ mượn tiền hay gì sáng con vô con một thấy là không? Mượn tiền, hai là mình kêu chở đi đâu chứ không đâu hết trơn. Không có tốt lành gì bữa nay tự nhiên múc giùm ăn hết trơn. Mời mấy bạn cháo với Ngọc nha. Đặt lên nóng dữ lắm. Đúng rồi. Thêm nước vô nhưng mà không có còn phải ấy đâu. Tại vì Ngọc nó cháo nó cũng hơi cứng. Hải sản hợp cẩm cho nên là nó vừa có hải sản mà vừa có thịt có gan rồi luôn. Vậy là kêu là thập cẩm, sao hải sản thập cẩm? Hết kêu vậy á. Đang cho là cháo nó có giá trị. Từ đi ăn người ta hỏi mình đó là xương, hải sản hay là thập cẩm. Giờ tự nhiên hải sản mà thập cẩm mà. Nên mới kêu xương hải sản thập cẩm hả? Vậy mới có chuyện để ông bàn chứ thôi sao. À, hiếm này bỏ vô mà nó bị đặc quá bỏ vô không được. Các nghi bỏ vô đây quá. Tiêu đâu? Không ăn tiêu cứ không lấy cho người ta ăn luôn. Quên. Cháo mà không có tiêu sao được. Ủa? Ăn miếng hải sản xong rồi kẹp thêm miếng gan nó ngon. Béo không? Thôi. Giờ cho mượn tiền, đừng có chửi. Thấy đồng tiền có sức mạnh ghê không? Nói một câu im đi, đâu có miệng không nhúc nhích luôn á. Ừ, mấy bạn thấy không? Cháo nó đặc không? Nó nóng. Nóng giả man luôn. Cái bồng bi với giá ha, Ngọc để ở dưới mà giờ nó quéo queo luôn nè. Nóng cỡ đó đó. Nói chung là ăn cháo mà đừng mượn cái chén này nó không thích hợp. Tại vì topping rau để vô nè. Múc vô nó có ít cháo quá. Nó bị đặc không? Nó bị đặc. À, tính nói vậy đó. Cho cái tô đó. Không được, tao nhai hoài luôn. 50.000 tô. Nó thì bỏ rau rồi vô nè, nó giá bỏ là vô. Bỏ bí rồi ăn lại bỏ uổng. Cũng may mà ra bỏ uổng, chứ nó cho chó ăn. Ôi ơi, cái muỗng này quá trời ngon luôn. Nó ngon mực á. Múc con rào mên á, đem xuống bán bà Tám. Lấy lại tiền vốn. Đó, bây giờ nồi cháo mới hấp dẫn đó mấy bạn. Hồi nãy là Ngọc để cái dĩa rau ngoài, Ngọc tính là mình ăn tới đâu á. Mình múc tới đó rồi mình bỏ rau vô. Giống như là ở ngoài quán người ta bán hủ tiếu vậy đó, bởi vì cho nó xanh. Nhưng mà cái nồi cháo của Ngọc nó bị đặc quá. Giờ Ngọc bỏ vô đây hết luôn. Các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Đó. Nồi cháo này thì Ngọc chỉ thích ăn nấm nè. Hải sản tôm với mực thì Ngọc không có thích cho lắm. Có ăn bậy nữa. Anh đang thèm ăn cái gì biết không? Cái con mực mà con mực ống á mấy bạn. Ngọc coi trên mấy cái clip bên Thái Lan á, cái con mực ống mà loại nhỏ nhỏ vậy nè, mà nó chừng khúc vậy nè. Cái bỏ vô cái nước sốt á, chấm vô vậy nè, hải xuống cái nó hút 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 lên con mực á, mình ăn sống á. Thèm đó. Con mực nang mà còn sống, còn tươi trong, tự tay mình lấy vớt vớt lên, bỏ vô cái bếp nướng. Trời ơi, nó ngọt. Ngon không? Ngon. Ăn đâu rồi? Tôi đảo. Dẫn đi. Phú Quốc cũng đảo luôn. Đường nào đi ra đó? Đường biển. Ý là Phú Quốc ở đâu á? Ở miền Tây mà phải không? Phú Quốc ở đâu? Miền Tây. Tỉnh nào? Không nhớ. Nhớ cái gì An Giang mà không nhớ. Phú Quốc là tỉnh hay thành phố? Hay huyện? Thì xã?
không biết nữa. Là gì vậy? Không, tự nhiên hỏi ngang không biết thiệt nha. Thành phố. Cô tỉnh nào? Nhớ ở miền Tây mà không nhớ ở đâu. Vì vậy Rạch Giá đi qua. À. Ủa rồi mở Cần Thơ đi cũng được. Cô Sáu là cô Sáu ở đâu, quê ở đâu? Quê Đất Đỏ. Đất Đỏ tỉnh nào? Không biết. Dữ rồi đó. Em nhớ gì cơ? Biết thì sao mà nhớ cô Sáu không? Tại vì nhớ cô Sáu là trong cái bài gì mùa qua Lê Kim Man ở quê mùa Đất Đỏ. Là biết ở quê Đất Đỏ thôi chứ còn không nhớ ở đâu. Không tao. Ủa vậy hả? Công đảo tiên nó gần Sóc Trăng với Kiên Giang nhưng nó thuộc tỉnh Vũng Tàu. Cái gì công đảo? Ừ. À. Vậy đó giờ nói cô nói gì à? Công đảo ở miền Tây không à? Giờ ông nói con mới biết à. Thì công đảo ở miền Tây nhưng mà nó trực thuộc tỉnh Vũng Tàu. Vậy hả? Hướng nó nằm là hướng nằm ở miền Tây. Ừ. Nó rất là xa Vũng Tàu nhưng mà nó thuộc về Vũng Tàu. Trong khi những cái tỉnh mà gần đó nó không được thuộc. Chắc tại cô Sáu ở quê Vũng Tàu. Ví dụ mai mốt con dẫn đi thử đi. Ứng trước đi. Đúng không mấy bạn? Ngọc hết bệnh nấy rồi. Hết bệnh sĩ rồi. Giờ Ngọc chuyển qua rồi. Mình sống thật. Mình có sao mình nói vậy, hết tiền rồi, giờ nó hết tiền. Công đảo có rất là nhiều người thích du lịch mà không thích tới. Nên là tại vì nó có hơi có sự tâm linh. Thích du lịch mà không thích tới là sao? Ừ. Người ta ngại cái hồi đó là cái nhà tù á. Cái tâm linh này nó người ta ngại. Tại vì những người ta có tiền là đi du lịch người ta kiếm cái sự vui vẻ, thoải mái. À. Mà đi đó nhá, tâm linh đó người ta ngại. À, hiểu rồi. No quá, uống cả hai chén cháo. Vô tới đó là tự nhiên xung quanh mình nó lắng lại. Lạnh hả? Ừ, không có ồn ào, nó không có la, mặc dù là rất là đông người. Thấy ghê vậy? Vô đó là tự nhiên người ta im à, im lặng à. Vậy là người ta gọi cái câu là tìm về nơi chốn mình yên là đó hả? Chào tạm biệt các bạn nha. Các bạn có muốn thử thách Ngọc nấu cái món nào không? Các bạn vô bình luận cho Ngọc nha. Món nào ghê ghẻ nha. Để mượn tiền á. Mấy bạn đừng cứ kêu Ngọc á đi nấu cái con mà cua mà bự chà bá vậy nè, hay là cái con mà tôm hùm á là Ngọc nấu không có nổi. Giống như là nấu cái mấy cái món mà bình dân bình dị á, thử thách Ngọc thử xem Ngọc có làm được không. Biết đâu mai mốt mà hả.